Tâm điểm của bóng đá thế giới trong tuần tiếp theo sẽ hướng về Cardiff. Real Madrid đứng trước cơ hội bảo vệ thành công trước vô địch của UEFA Champions League. Còn Juventus chính là niềm hy vọng của các cổ động viên, tin rằng là UEFA Champions League không thể giành được 2 năm liên tiếp cho bất cứ một đội bóng nào. Về mặt cá nhân thì nếu Juventus vô địch, thủ thành Gianluigi Buffon sẽ trở thành cầu thủ nhiều tuổi nhất từng giành chức vô địch của UEFA Champions League, vượt qua huyền thoại Paolo Maldini của AC Milan. Vâng, đó là trong trường hợp mà Juventus có được niềm vui chiến thắng anh Duy ạ. Nhưng ở phía ngược lại thì Cristiano Ronaldo và các đồng đội cũng như là đội bóng của anh câu lạc bộ Real Madrid cũng đang hướng tới những cột mốc mới cho riêng mình. Và chúng ta sẽ cùng đến với những con số rất đặc biệt của trận đấu này để có thể hình dung ra sức hấp dẫn của trận chung kết sắp tới. Trận chung kết Champions League ở mùa giải 2016-2017 sẽ là trận chung kết thứ 6 tại giải đấu này của cả Real Madrid và Juventus trong lịch sử. Qua đó giúp cả hai câu lạc bộ cân bằng được kỷ lục của AC Milan. Trong đó, nếu như Real Madrid hiện đang toàn thắng ở cả 5 lượt trận chung kết mà họ góp mặt kể từ khi giải đấu được chính thức đổi tên thành UEFA Champions League, thì Juventus lại đang là đội bóng bất bại duy nhất còn thi đấu ở mùa giải năm nay. Và nếu vượt qua được Real Madrid, họ sẽ trở thành nhà vô địch có thành tích bất bại thứ 7 trong lịch sử của giải đấu, kể từ lần gần nhất ở mùa giải 2007-2008 của Manchester United. Nếu ghi được bàn thắng trong trận đấu sắp tới, Real Madrid sẽ trở thành đội bóng đầu tiên có được 500 bàn thắng tại Champions League. Và nếu Ronaldo hay Ramos là người lập công, họ sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 3 trận chung kết tại giải đấu này. Trong khi đó, nếu huấn luyện viên Allegri có được chức vô địch cùng với Juventus, ông sẽ trở thành vị chiến lược gia thứ 6 trong lịch sử, có được cú ăn 3 danh hiệu bao gồm chức vô địch quốc gia, cúp quốc gia và Champions League.